Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương. Năm 2023, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt vai trò tham mưu Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối ngoại, tích cực xây dựng thể chế, góp phần hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Lực lượng cũng thể hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Là lực lượng đi đầu đóng vai trò quan trọng, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ ngành địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tích cực đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận khó khăn, gian khổ để lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Năm 2023 đã có 14 đồng chí hy sinh, 142 đồng chí bị thương. Trong thời bình mà máu và xương của các đồng chí vẫn phải đổ vì sự bình yên của cuộc sống, vì an ninh, an toàn và hạnh phúc của nhân dân. Qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Với chủ đề sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa, lễ khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 đã diễn ra vào tối qua 26 tháng 12 tại khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Festival Ninh Bình Tràng An là một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội đặc sắc của Ninh Bình nhằm kết nối các di sản, các trung tâm du lịch mang tính liên vùng, thúc đẩy hoạt động giao thương văn hóa, phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, khu vực. Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ xây dựng Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Festival Ninh Bình Tràng An được tổ chức từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định số 1583 về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được chia thành hai mức, 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí để tặng quà đợt này là gần 450 tỷ đồng cho gần 1,47 triệu người, thuộc 14 nhóm đối tượng khác nhau. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về quán triệt yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, qua thống kê cho thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông dẫn đến xảy ra tai nạn. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố phải luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và gương mẫu thực hiện quy định đã uống rượu bia không lái xe. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, cơ quan công an xử lý vi phạm phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã bổ sung lần đầu với 3.000 vé tàu trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vé bổ sung mở bán từ ngày 26 tháng 12 tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn bổ sung thêm 3.000 chỗ đi từ ga Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại trong các ngày cao điểm Tết.
từ 31 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 21 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam FDI đạt 36,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn đăng ký 36,61 tỷ đô la Mỹ thì vốn đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Số dự án đăng ký mới cũng đạt 3.188 dự án, tăng 56,6%. Như vậy, cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương và Đồng Nai. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng đã tập trung đầu tư ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khai thác sâu các kênh bán hàng trực tuyến, tích hợp đa kênh phương tiện trong thương mại điện tử. Việc chuyển đổi số gần như là giải pháp sống còn cho doanh nghiệp trong hoàn cảnh kinh tế phát triển đa phương tiện và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Khi hai nền kinh có những cải tiến thì đối thủ của chúng ta cũng vậy. Và chúng ta phải làm sao để liên tục đi trước, liên tục cải tiến dựa trên một cái đích đến luôn trở thành cái best connected của Best Connected là một việc mà chúng ta vận hành tốt nhất, số hóa, đồng thời là chúng ta kết nối với lại đối tác, kết nối với người tiêu dùng tốt nhất. Một trong những rào cản lớn nhất cho doanh nghiệp muốn chuyển đổi số là chi phí đầu tư. Trong đó, doanh nghiệp nhận định chi phí đầu tư vào các giải pháp công nghệ số, chi phí triển khai, chi phí duy trì công nghệ tương đối cao, trong khi hiệu quả ứng dụng công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh không thể hiện rõ trong ngắn hạn. Ngoài ra, muốn phát triển doanh nghiệp, cần phải thay đổi nhận thức theo doanh nghiệp số, quy trình số, thu thập dữ liệu số và phân tích dữ liệu cung cấp sản phẩm hàng hóa dựa trên dữ liệu số. Bộ kế hoạch đầu tư thì cũng có một cái chương trình dành cho các cái chương trình chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp. Bộ Tài chính thì cũng có những cái chương trình cũng trình Quốc hội cái đề án về liên quan đến hỗ trợ kinh phí. Rồi Bộ Công Thương thì có những cái chương trình, ví dụ như là những cái chương trình là phát triển thương mại điện tử cũng kéo dài rất là nhiều năm nay rồi. Rồi xúc tiến thương mại, rồi tức là rất là nhiều những cái chương trình mà các bộ ngành dành cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ để cái trong đó có công tác chuyển đổi số nói chung. Chuyển đổi số là hoạt động đầu tư lâu dài song song với thay đổi mô hình đầu tư. Việc này không chỉ giúp các doanh nghiệp ngành tiêu dùng nói riêng vượt qua khủng hoảng mà tạo đà cho tăng trưởng giai đoạn lâu dài về sau. Mỗi doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực số hóa cần phải có sự lựa chọn lối đi riêng, phù hợp dựa trên thế mạnh của mình, áp dụng nhanh chóng để theo kịp sự thay đổi và cập nhật liên tục của công nghệ hiện đại. Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 12 tại Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Soe Sok Kha sau khi Campuchia thành lập chính phủ nhiệm kỳ 7. Phó Thủ tướng Soe Sok Kha đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, lâu đời giữa hai nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai chính phủ, các bộ ngành không ngừng được củng cố và phát triển. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tăng cường quan hệ chặt chẽ và mở rộng hợp tác hơn nữa giữa các bộ ngành và địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới, cùng nhau triển khai nội dung thỏa thuận hai bên đã thống nhất trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, cùng nhau giữ vững trật tự trên tuyến biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu và phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới hai nước. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới.
9 đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị đối đảng phía Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới. Hai bên cùng thành lập Bộ Chỉ huy tuần tra, tổ chức gặp gỡ, trao đổi tại vạch phân định đường biên giới, cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu. Mỗi bên cùng trao đổi hai sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của mỗi bên. Trong quá trình tuần tra, các đội tuần tra của hai bên sẽ tổ chức gặp gỡ trao đổi nhanh trên biên giới 38 lần, phát 890 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biên giới, tuyên truyền cho hơn 900 lượt cư dân hai bên biên giới, đồng thời phối hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát buôn lậu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn Lào thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn liền với phát triển kinh tế. Nhờ đó đã tô thắm thêm tình hữu nghị son sắt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đây là công trình ánh sáng vùng biên có tổng chiều dài 3 km với 100 cột đèn điện năng lượng mặt trời do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thi công để tặng nhân dân cụm bản Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, Lào. Ánh sáng đèn đường đã mang theo tình cảm đồng ấm của nhân dân Quảng Bình vượt biên giới để thắp sáng những bản làng xa xôi hẻo lánh trên nước bạn Lào. Có đèn điện sáng, bản làng sáng đẹp, vui hơn, bà con yên tâm đi lại thăm hỏi lẫn nhau khi trời tối. Trẻ được vui đùa, học tập, tình hình an ninh trật tự vì thế cũng được đảm bảo tốt hơn. Chúng tôi gọi đây là ánh sáng văn hóa, là ánh sáng nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Chúng tôi sẽ chung tay, bảo vệ để công trình ngày càng phát huy hiệu quả. Mới đây, trong chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và cụm bản Làng Khăng, huyện Bua La Pha, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã trao các công trình dân sinh, dụng cụ sản xuất cùng nhiều phần quà thiết thực cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng các vật tư y tế cho trạm y tế cụm bản Làng Khăng với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Qua cái hoạt động tổ chức kết nghĩa nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội ở hai khu vực biên giới và cái mối quan hệ gắn kết giữa nhân dân ở hai bên biên giới. Qua đó thì để góp phần xây dựng cái biên giới hòa bình, hữu nghị, an toàn, hợp tác và phát triển. Quảng Bình và Khăm Muộn là hai tỉnh có chung dãy Trường Sơn hùng vĩ. Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc hai tuyến biên giới luôn dành cho nhau tình cảm khăng khít gắn bó. Việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới càng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam Lào nói chung và hai tỉnh nói riêng, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Diễn đàn Thực trạng Sản xuất Kinh doanh, Đăng ký lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng nông nghiệp, Giải pháp phát triển hiệu quả, bền vững ngành hàng giống cây trồng Việt Nam đã diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Giống cây trồng có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Có được nguồn giống tốt thì cây trồng có được khởi đầu tốt. Tuy nhiên, hiện nay một số vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng tới hệ thống giống ở nước ta, như lừa đảo về các giống cây trồng mới, các giống lúa Thái Bình Seed, Vinaseed bị các đối tượng mạo danh bán giống giả qua mạng. Bên cạnh đó, ngành giống Việt Nam vẫn còn khoảng trống khi nhiều loại cây trồng hầu như chưa có giống sản xuất chính quy hoặc phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Những điều này đặt ra những hạn chế, thách thức và cơ hội của ngành giống cây trồng nông nghiệp Việt Nam. Với mong muốn giải quyết những vấn đề này, các chuyên gia đã góp ý về giải pháp phát triển giống cây trồng, các vấn đề bất cập hiện nay của luật trồng trọt để đáp ứng tái cơ cấu ngành, tăng thu nhập cho người dân. Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công hai đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An, bắt giữ 6 đối tượng với gần 2 tấn pháo. Đây là số lượng pháo lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay mà Công an Nghệ An phát hiện và bắt giữ. Các đối tượng mua pháo từ nước ngoài về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch rồi tập kết tại các tỉnh dọc biên giới như Quảng Bình, Quảng Trị. Sau đó ngụy trang pháo trong các thùng hàng khác nhau trên các phương tiện để vận chuyển pháo về bán cho các đối tượng tại Nghệ An và địa bàn huyện Nghi Lộc. Cầm đầu đường dây này là hai đối tượng Hồ Viết Sơn sinh năm 1995 và Nguyễn Cảnh San sinh năm 1982, cùng trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Thưa quý vị, 10 giờ sáng nay ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm, diễn biến phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, không được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, y án chung thân. Trong số các bị cáo có 20 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, một người kêu oan và hai bị cáo không viết đơn kháng cáo nhưng vẫn được Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại về hình phạt. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Tháp Chăm, Chiên Đàn, xã Tam An, huyện Phú Ninh với tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư bảo tồn, tu bổ Tháp Bắc, Tháp Giữa thuộc di tích nhằm phục hồi ổn định lâu dài cho cấu trúc và phát huy giá trị di tích, qua đó gắn công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích với phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh. Dự án sẽ tiến hành tu bổ, gia cố di tích bao gồm dọn dẹp phát lộ mặt bằng, thu gom hiện vật quanh chân tháp, tháo dỡ, gia cố, thay thế các viên gạch đã bị mục, vỡ, tái định vị các khối xây gạch phần đế và tường tháp, bổ sung các tai đá góc tháp bị mất, gãy, xây, phục hồi và bổ sung các phần bị đổ hoặc mất ổn định trên đế và thân tường. Đây là dự án nhóm C do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 16.778 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025. Tiếp nối thành công của cuộc thi âm nhạc dân tộc Tích Tịch Tỉnh Tang năm 2022, năm nay tổ chức giáo dục FPT phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trên quy mô toàn quốc. Đêm chung kết, cuộc thi trở thành một ngày hội lớn, nơi tỏa sáng của những học sinh, sinh viên tài năng. Đồng thời đây cũng là một trong những nỗ lực giúp thế hệ trẻ thêm những trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Kể từ khi phát động cuộc thi vào ngày 9 tháng 10, ban tổ chức đã nhận về 1.119 lượt đăng ký tham gia. Vừa qua, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm kiếm tài năng học sinh, sinh viên của tổ chức giáo dục FPT đã chính thức diễn ra thành công tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam. Gần 150 thí sinh đến từ khắp nơi trên toàn quốc đã quy tụ để tranh tài với sự đồng hành của ban giám khảo là các chuyên gia, nhạc sĩ Trương Quý Hải, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đạo diễn Hồng Nhung, biên đạo Phạm Khánh Linh. 17 tiết mục vô cùng đặc biệt như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, chèo, võ nhạc, dance sport, ca hát, múa truyền thống được biểu diễn bởi những thí sinh chỉ mới học từ lớp 2 đến cao đẳng đại học đã làm nên một đêm thi đầy cung bậc cảm xúc và chuyên nghiệp. Những tiết mục nghệ thuật cả hiện đại và truyền thống được tỏa sáng trên sân khấu đã mang đến màu sắc rất riêng cho thế hệ trẻ, tiếp thêm tình yêu với nghệ thuật truyền thống nói chung trong thế hệ học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, năm 2024 sắp đến, Việt Nam được dự báo có thể tiếp tục là điểm sáng, là một trong những lựa chọn ưu tiên của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Cơ chế chính sách của Việt Nam cần tập trung vào những vấn đề nào để thu hút dòng vốn này trong năm tới là nội dung của chương trình Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI 12 tháng ước đạt 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ, vốn giải ngân đạt khoảng từ 20 đến 23 tỷ đô la Mỹ. Tăng từ 30 đến 37% so với cùng kỳ năm 2022, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023. Thưa quý vị, môi trường đầu tư thuận lợi tiếp tục là yếu tố hút nhà đầu tư nước ngoài đăng ký dự án đầu tư mới và giải ngân vốn đầu tư trong năm 2023. Điều này giúp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam được duy trì tích cực trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Để vốn giải ngân đầu tư nước ngoài tăng tương ứng, Việt Nam cần có những quyết sách thu hút đầu tư hợp lý trong năm 2024. Doanh nghiệp Polytech Far Eastern Đài Loan, Trung Quốc vừa hoàn tất việc đầu tư thêm hơn 250 triệu đô la Mỹ để mở rộng dây chuyền sản xuất các sản phẩm sợi siêu bền tại Việt Nam. Tập đoàn Lego Đan Mạch đang xây dựng một nhà máy với vốn đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ tại khu công nghiệp VSIP 3, tỉnh Bình Dương, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024.
Theo dự báo, trong tháng 12 năm 2023 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 sẽ có xu hướng tích cực nhờ vào động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI. Cái việc mà tăng hạng tín nhiệm của một cái quốc gia nó tăng lên ấy, thì các nhà đầu tư quốc tế họ sẽ thấy rằng cái cơ hội đầu tư để đem lại lợi nhuận, đem lại cái ổn định và tăng trưởng bền vững cho họ là tốt nhất. Và đó là những cái quốc gia lại đang được nâng hạng. Thì rõ ràng là cái điều đó là cái điều mà họ mong muốn, là quốc gia đang phát triển lên thì rõ ràng họ đi vào đầu tư nó sẽ có cái hiệu quả nó cao hơn và nó sẽ đi theo cái trào lưu đi lên. Đầu tiên đấy là chúng ta sẽ nhận được các nguồn vốn trực tiếp từ các cái tập đoàn lớn của nước ngoài, gọi là các công ty FDI đấy. Thì họ sẽ chú ý đến Việt Nam và bắt đầu đặt nhà máy hoặc là đặt cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp theo nữa là từ các cái tập đoàn lớn đấy thì các cái công ty nhỏ hơn sẽ chú ý đến và bắt đầu sẽ có giao thương với Việt Nam. Yếu tố cốt lõi là chúng ta cần đặt nền móng vững chắc để củng cố hệ sinh thái kinh doanh nhằm trở nên bền vững hơn và hấp dẫn hơn đối với dòng vốn FDI chất lượng cao. Để mà chúng ta đón nhận những cái nguồn vốn, đón nhận và khai thác hiệu quả cái nguồn vốn FDI đấy, thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là đối với lại đầu tư công thì cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh để tạo ra giống như là một cái hệ thống vốn mồi đầu tư vào cơ sở hạ tầng để mà tạo điều kiện triển khai cái vốn FDI đó. Và cái quan trọng hơn đó là những cái thể chế để mà chúng ta có thể tạo những cái thuận lợi nhất cho vốn FDI được giải ngân, thì chúng ta cần phải hết sức chú ý, đặc biệt là ở cấp độ của các bộ ngành và các địa phương. Một trong những điểm còn yếu trong việc tham gia sản xuất các mặt hàng công nghệ cao của các dự án FDI đó là chất lượng lao động, năng suất lao động của Việt Nam hiện còn thấp. Chính phủ cần quan tâm tới thể chế, chính sách trong việc bảo đảm thị trường lao động bền vững. Đào tạo nghề và nâng cao năng lực cần được chú trọng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và phù hợp với yêu cầu của thị trường. Tôi đề nghị tăng gấp đôi nỗ lực phát triển nguồn nhân lực bằng cách nâng cao trình độ của lực lượng lao động và phát triển vốn vật chất thông qua đầu tư công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng để có thể tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam. Thông điệp của tôi dành cho Việt Nam là tận dụng sức mạnh nội tại và thúc đẩy tăng năng suất của nền kinh tế trong nước để biến những thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra thành cơ hội củng cố hơn nữa mô hình tăng trưởng kinh tế của mình. Cải cách môi trường đầu tư kinh doanh với những cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và cải thiện chi phí không chính thức của chính quyền các địa phương Việt Nam sẽ giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư bền vững vào Việt Nam. Cải cách mạnh mẽ hơn về môi trường kinh doanh, tăng cường hơn nữa thu hút dòng vốn FDI và nâng cao khả năng cạnh tranh để phục hồi nhu cầu thương mại vào năm 2024. Toàn cầu hóa bền vững là chủ đề mang tính thời sự đối với Việt Nam và thế giới. Bên cạnh những nền tảng cơ sở đang tiếp tục được cải thiện, Việt Nam cần chú trọng đến việc đầu tư và sản xuất xanh, sản phẩm xanh, cũng như phát triển các khu công nghiệp xanh để củng cố hơn nữa vị thế là điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài FDI hấp dẫn trong tương lai. Ngày 26 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục ném bom vào miền trung dải Gaza, đồng thời kêu gọi quân đội nước này thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ dân thường trong bối cảnh 1% dân số dải đất đã thiệt mạng vì xung đột. Trong thông báo ngày 26 tháng 12, cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết 20.915 người Palestine đã thiệt mạng, tương đương khoảng 1% dân số dải đất, và gần 55.000 người khác bị thương kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ này của Palestine. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc quan ngại sâu sắc về việc các lực lượng của Israel tiếp tục ném bom vào miền trung Gaza và yêu cầu Israel có nghĩa vụ phải triển khai mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ dân thường, bên cạnh phát cảnh báo và lệnh sơ tán. Về phần mình, trong thông báo cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel IDF ông Hezi Halevi nói rằng chiến dịch ở Gaza sẽ kéo dài thêm nhiều tháng và có thể sẽ lan rộng hơn. Hiện IDF đang tập trung vào chuẩn bị thực hiện chiến dịch ở miền nam Gaza sau khi sắp hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas ở miền bắc dải đất. Vị chỉ huy cao nhất của IDF cũng tuyên bố chiến dịch trên bộ đã tiêu diệt 5.000 thành viên Hamas và phá hủy nhiều hạ tầng ngầm và vũ khí của lực lượng này. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26 tháng 12 thông báo trong quãng thời gian 10 tiếng, quân đội Mỹ đã bắn hạ 12 thiết bị bay không người lái, 3 tên lửa đạn đạo chống hạm và 2 tên lửa đối đất do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện nhắm vào các tàu thương mại di chuyển ở Biển Đỏ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi cùng ngày tuyên bố đã tiến hành tấn công một tàu thương mại trên Biển Đỏ và một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào khu vực miền nam của Israel.
để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Houthi, hay còn gọi là Ansar Allah, là một lực lượng vũ trang Hồi giáo dòng Shiite ở cực bắc Yemen. Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn vũ khí và tài chính cho lực lượng này trong thời gian dài. Tuy nhiên, Tehran luôn bác bỏ. Sau hơn 4 giờ tranh luận, ngày 26 tháng 12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã duyệt Thụy Điển vào NATO, giúp Stockholm tiến gần hơn việc trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự này. Sau hơn 4 giờ tranh luận, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ với Đảng Cầm quyền Công lý và Phát triển AKP của Tổng thống Tayyip Erdogan chiếm đa số, ngày 26 tháng 12 đã thông qua nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Bước tiếp theo là toàn thể Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu về nghị định thư và Tổng thống Erdogan ký phê chuẩn. Để trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cần được Quốc hội tất cả các nước thành viên chấp thuận. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước vốn ngăn cản điều này. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom hoan nghênh động thái và bày tỏ mong chờ được gia nhập NATO. Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Erdogan từng đánh tiếng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duyệt cho Thụy Điển vào NATO nếu Quốc hội Mỹ chấp thuận bán F-16 cho nước này, bao gồm hàng chục tiêm kích cùng phụ tùng thay thế. Các cuộc xung đột bạo lực giữa những người chăn nuôi du mục và nông dân trồng trọt địa phương ở miền trung Nigeria cuối tuần qua đã khiến 113 người thiệt mạng. Bang Plateau, miền trung Nigeria là nơi thường xảy ra các cuộc tấn công của các bộ tộc chăn nuôi du mục nhằm vào giới nông dân trồng trọt, sinh hoạt, sản xuất cố định tại địa phương. Các cuộc tấn công trong 2 ngày cuối tuần vừa qua đã khiến 113 người chết. Đây là đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất ở Plateau kể từ tháng 5, khi hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của những người chăn nuôi. Hồi năm 2018, một vụ tấn công tương tự cũng đã khiến 200 người chết tại địa phương này. Thống đốc bang Plateau gọi vụ bạo lực là vô cớ và cảnh sát cho biết một số ngôi nhà, ô tô, xe máy đã bị đốt cháy. Tổng thống Nigeria, ông Bola Tinubu, người vẫn chưa nêu rõ ông dự định giải quyết tình trạng bất ổn lan rộng như thế nào, đã mô tả các cuộc tấn công là nguyên thủy và tàn ác, đồng thời chỉ đạo cảnh sát truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm. Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ mới đây đã công bố báo cáo về cuộc chiến chống đồng hồ giả trên toàn cầu. Theo đó, hầu hết đồng hồ Thụy Sĩ làm giả bị tịch thu đều có xuất xứ từ châu Á. Báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ chỉ ra rằng hơn một nửa số vụ bắt giữ về đồng hồ giả liên quan đến hàng giả từ Trung Quốc và Hồng Kông. Bên cạnh đó, một số lượng lớn các loại đồng hồ Thụy Sĩ giả cũng được phát hiện ở những nước khác như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Để đẩy mạnh cuộc chiến chống đồng hồ giả, tổ chức trên sẽ tổ chức các khóa huấn luyện cho cơ quan chức năng của nhiều nước để phát hiện các mẫu đồng hồ giả. Sau đại dịch COVID-19, các khóa đào tạo này không chỉ được hỗ trợ trực tuyến mà còn được tổ chức trực tiếp tại các nước như Qatar, Ả Rập Xê Út, Argentina, Bỉ, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tiêu dùng sử dụng đồng hồ Thụy Sĩ giả có thể bị tịch thu các sản phẩm này ngay tại sân bay khi nhập cảnh vào quốc gia châu Âu này.